Các bạn đang xem trên tay tôi đây là cái viền mạ cản trước và ốp mạ cản trước. Viền mạ cản trước hay là ốp ba đợt sốc trước của dòng xe Mitsubishi Outlander. Ốp ba đợt sốc trước và viền mạ cản trước. Cái này là mạ các bạn nhé. Mạ nó treo của cái đầu ngay đầu xe của dòng xe Mitsubishi Outlander. Viền mạ cản trước và ba đợt sốc trước. Sản phẩm được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì cái lớp mạ các bạn nhìn nó là sáng bóng này. Các bạn có thể soi gương được luôn. Đó. Một dòng xe Mitsubishi Outlander rất là sáng bóng luôn. Đấy, nó mạ trên những đầu xe. Nằm ở phía trên ba đợt sốc, cái này nằm trên ba đợt sốc trước. Cái này được làm bằng nhựa và được mạ. Đấy, làm bằng nhựa và mạ rất là sáng bóng luôn. Đấy, mạ chrome. Mạ chrome tạo ấn tượng cho của dòng xe Mitsubishi Outlander. Vậy trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, như này nằm ngay ở phía đầu xe, thì trong quá trình khi mà chúng ta chạy xe trên đường do va quệt thì dẫn đến là nó bị vỡ mất cái miếng này, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy các bạn khi mà anh em trong quá trình lưu thông xe mà cần phải thay thế phụ tùng, đặc biệt là phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Outlander này, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Website phụ tùng Mitsubishi.vn, các bạn nhớ .vn nhé. Đây, phụ tùng Mitsubishi.vn.